Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác kéo giảm tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào thử nghiệm mô hình xử lý nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế. Mô hình được thực hiện bằng cách sàng lọc xe có dấu hiệu vi phạm để tiến hành đo nồng độ cồn, chứ không phải xe nào cũng thổi vào, cũng tiến hành thử nồng độ cồn của tài xế như trước đây. Bên cạnh đó, các tài xế điều khiển xe ô tô dưới 12 chỗ và dưới 3,5 tấn không cần xuống xe. Các chiến sĩ sẽ đến tận nơi sử dụng máy đo cảm ứng, trong vòng 10 giây sẽ cho kết quả về nồng độ cồn trong máu của tài xế. Chính vì những yếu tố nêu trên mà mô hình mới sẽ rút ngắn được thời gian xử lý, nhưng hiệu quả lại được nâng cao, tránh phiền hà cho người dân. Uống rượu là mình lái xe nó không có tỉnh táo được cái tinh thần mình, rồi thêm cái xe cộ mình không có phán đoán được. Khi mà mình không có uống rượu thì mình phán đoán được, ví dụ xử lý những tình huống rất là cao. Nếu mà có anh em kiểm tra tuần tra đồ thằng luôn khuyên như vậy thì chắc có thể là anh em tài xế không thể nào uống rượu bia. Tất cả những trường hợp vi phạm nồng độ cồn của các tài xế sẽ bị lập biên bản và tạm giữ xe. Để thực hiện hiệu quả mô hình này, các chiến sĩ được chọn vào tổ kiểm tra là những đồng chí có nhiều kinh nghiệm, nắm vững nghiệp vụ, quy trình công tác, linh hoạt trong xử lý vụ việc, tác phong, ngôn phong chuẩn mực và đã được tập huấn về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy trình mới. Việc triển khai này được xây dựng và bố trí theo một phương án bố trí lực lượng khá hợp lý, trong đó là có quy định chức năng nhiệm vụ và các hệ thống biển báo thông tin cũng như các trang thiết bị được trang bị để thực hiện thí điểm theo kế hoạch này, để đảm bảo cái tính mạng, tài sản và sức khỏe của mình cũng như là những người tham gia giao thông khác, thì mỗi cá nhân, mỗi con người nên có ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Mô hình xử lý nồng độ cồn mới này dựa trên quy trình kinh nghiệm của Úc và một số nước tiên tiến khác. Trước mắt, quy trình được thí điểm tại cửa ngõ phía Tây của thành phố. Khu vực có nhiều tuyến quốc lộ, thường xuyên xảy ra tình trạng tài xế ô tô sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông. Sau đó, mô hình sẽ được nhân rộng toàn thành phố Hồ Chí Minh và áp dụng cho cả xe mô tô và xe gắn máy.